À, quay qua cảnh sát xinh đẹp cái này. Rồi, cảm ơn nhiều. Quá trời từ thiện luôn. Nè, ngồi lên ta lượn xuống ngã 6 cái ta về. Leo lên, leo lên. Có cái đoàn lên trên dòng sáng mai không thấy quá trời. Quá trời đồ từ thiện. Ai muốn ăn cái gì xuống ngã 6 Bình Dương ngay chỗ bà ăn nhá. Đâu có phải thấy được cái chỗ mà vừa cổng nó đâu có được. Bảo sao không thấy ai vừa xem hết. Đồ góc đó người ta bán hàng mà. Lên lấy đồ từ thiện ăn đây. Bữa nay đi ăn đồ chùa. Cho bà ăn đồ từ thiện đây chú ơi.
từ. Yo, chú đẹp trai. Rồi. Thôi đi ra, không kẹt đường. Hả?